lạy Thiên Chúa, cuối xin Ngài thương tình ngư tới nơi cõi đời để còn cứu độ chúng con. Ngài là đấng dự án công minh cho những người đang bị áp bức, ban lương thực cho người đói ăn và giải phóng cho người tù tội. Ôi lạy Thiên Chúa, cuối xin Ngài thương tình ngư tới nơi cõi đời để còn cứu độ chúng con. Ngài là đấng chuộng những bậc chính nhân và thương giúp cho người kiều quỳnh. Ôi lạy Thiên Chúa, cuối xin Ngài thương tình ngư tới nơi cõi đời để còn cứu độ chúng con. Ngài trợ xin ơn cho người hiền trì. Ôi lạy Thiên Chúa,